các nội dung quan trọng của từng bài báo Tôi khuyến nghị rằng trong file Excel đó bạn nên ghi lại những nội dung bao gồm thứ nhất là Thưa ti... thầy, em ứng dụng kỹ thuật mổ từ các bài báo ở tạp chí Ensilver chỉ thay đổi phương tiện Phương tiện là cái gì? Kỹ thuật lại thay đổi phương tiện là ra đã được hội đồng bệnh viện bệnh viện phê duyệt giờ em làm một nghiên cứu cắt ngang đánh giá kết quả thì có vi phạm gì về bản quyền hay không thực ra như này này liên quan đến bản quyền ấy thì em sẽ cần phải đọc kỹ lại về cái phương pháp mà em áp dụng ấy thì nó chỉ liên quan đến đấy thôi nó chỉ liên quan đến uh, nó cái này này cái này của em nó liên quan đến hai thứ nó liên quan đến ba thứ thì đúng rồi cái liên quan thứ nhất là liên quan đến vấn đề đạo đức nghiên cứu khi mà em áp dụng cái phương pháp đấy. Cái thứ hai là liên quan đến vấn đề chuyên môn, tức là tức là đã được đã được cái um, ít nhất là mình phải có được các cái cơ quan quản lý về y tế họ họ chấp nhận cái cái phương pháp đấy, đúng không? Tức là nó ra được những cái thường quy ấy. Và cái thứ ba nữa là là lúc đấy thì chúng ta mới tính đến cái việc là là cái việc bản quyền thế cái bản quyền thì là mình phải xem xem là là cái nhóm tác giả đấy họ có đề cập đến cái việc bản quyền hay không thế còn không thì đơn giản đấy là chỉ cả là cái phương pháp nghiên cứu mà họ họ công bố rồi thì ok chứ có vấn đề gì đâu mà hai nữa là gì là cái việc đấy mình đã áp dụng mình đã triển khai rồi mà thế còn cái mà nghiên cứu của em ấy thì là chỉ là đánh giá lại cái kết quả sau khi mà đã can thiệp rồi thế thì mình hình dung ra như này này mình hình dung ra như này này tức là tức là cái việc cái việc mổ của mình nó ở đây và cái nghiên cứu mổ xong rồi nhé, mổ xong giả sử như mổ mổ trong cái giai đoạn này mình mổ và sau đó thì xong thì mình có một cái giai đoạn phía sau này mình mình đánh giá lại cái kết quả của cái cuộc mổ này thì là nghiên cứu căn ngang thì nó không liên quan gì đến cái việc này lắm đúng không những cái này thì thì nó đã diễn ra rồi mà tức là đơn đơn giản là chỗ này mình chỉ đánh giá lại cái chỗ đấy thôi thế còn nếu mà liên quan đến bản quyền bản kiếp hoặc các thứ ấy, là nó 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 bắt đầu từ đây này nó bắt đầu từ chỗ này này Đấy. À. ok. Bạn Thanh bạn hỏi là chia sẻ cách quản lý Excel đọc và trích dẫn trích đoạn bài báo và luận văn. Không hiểu lắm. Tức là cái này là mình đọc các bài báo đúng không để mình trích dẫn cho luận văn đúng không? Ý là như vậy đúng không? Hình như là trong trong bí kíp 1 là trong trong cuốn số 1 là tôi đã tôi đã viết về cái này rồi nhỉ? Đây này trong cái cuốn sách này này thì tôi đã có đề cập đến cái việc đấy và không biết có phải không chờ chờ tí nhé tôi đọc cái đoạn này cho các bạn nhé thực ra cái này cái tư duy nó đơn giản lắm để tiện cho việc theo dõi bạn nào có cái cuốn sách này bạn nào có cái cuốn sách này bạn nào có cái cuốn sách này thì đọc ở trang 43 nhé đọc trang 43 nhé để tiện cho việc theo dõi và trích dẫn về sau bạn nên tạo ra một file Excel để ghi chú lại các nội dung quan trọng của từng bài báo tôi khuyến nghị rằng trong file excel đó bạn nên ghi lại những nội dung bao gồm thứ nhất là tiêu đề bài báo vấn đề nghiên cứu của bài báo đối tượng nghiên cứu mục tiêu chính cỡ mẫu kết quả chính và đường link dẫn đến bài báo có thể là online hoặc link đến bài báo đó đấy thì đấy là những cái thứ mà tôi khuyến nghị thôi thế còn tùy các bạn muốn đến đâu thì muốn có thêm các cái thông tin gì thì các bạn đưa thêm vào tức là mình tạo ra một cái file excel thế xong mình có các đầu mục đấy xong mình tóm tắt mình đưa vào và có một cái đấy nha cuốn sách này cuốn sách này cuốn sách của tôi nhé bạn nào muốn mua sách thì lên trang trên trên cái trang vũ duy com đấy thì tôi để ngay trên này đăng ký mua sách này đấy, ok thế thì ngoài ra này Ngoài ra thì cái đấy nó liên quan đến một cái công cụ Elicit này Elicit này nhá Hôm trước là tôi đã hướng dẫn qua qua các bạn rồi Giả sử như là mình muốn tìm về một cái vấn đề gì đấy chẳng hạn đấy, Ví dụ như là tôi muốn tìm các vấn đề liên quan đến uh, sức khỏe tâm thần chẳng hạn đúng không đấy. Thế thì có phải chúng ta tìm ra được các bài báo kiểu kiểu như này không Đây là một cái công cụ rất là tốt giúp mình tìm kiếm các cái nội dung nghiên cứu nhá Các cái bài báo này và hai nữa nó giúp cho mình gọi là thống kê lại nó nó giúp cho mình đọc nó 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 đọc luôn cho mình ấy sau đó nó tổng kết lại để các bạn kích vào cái chữ là đây này add column này theo được không nhỉ gửi nhá anh em ơi theo được không nhỉ theo theo được không nhỉ theo được đánh số 1 cái nhanh quá chết ờ, ok elicit.com nhé thế thì cái này mình đăng ký cái tài khoản miễn phí thế sau đó em kích vào cái phần add column này này Đấy, thì trong này em nhìn thấy là nó có rất là nhiều các cái thông số này. Đấy những cái thông số rất là cơ bản khi mà em đọc một bài báo. Đấy cho to ra nhé đấy, intervention đấy là cái cái can thiệp này. Outcome là biến outcome đấy, là cách đo lường biến outcome như thế nào đấy Hiệu quả như thế nào đấy thiết kế nghiên cứu như thế nào đấy thời gian nghiên cứu như này, thời gian uh, theo dõi như thế nào này, liều dùng như thế nào này. Số lượng, uh, số lượng đối tượng nghiên cứu là như thế nào này. Đấy. đấy, theo phân theo nhóm tuổi này, độ tuổi này theo giới tính này các cái điều kiện khác này khu vực này những hạn chế này rồi thì cái này là là cái 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 gọi là gì nhỉ cái tài trợ đấy các cái nguồn tài trợ đấy nguồn lực đấy để làm nghiên cứu ấy hiểu nhở hiểu nhở hiểu nhở thanh này đấy thì mình đưa những cái thông tin này vào tùy đấy. thanh hiểu nhở thanh ơi ok không ok không đấy, đấy nhá thì đấy là cách cách mình đưa vào xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi